Nè, pha cũng xuống luôn nè. Đây. Thấy chưa? Đó. Cao su những máy đúng không? Đó, hàng bát đồ bắt rồi lại đàng hoàng ha. Chắc chắn à, hai bát rồi đàng hoàng. Đó. Láp đồ là làm lại hết ha. Láp đồ bật đạn bánh rồi. Bởi vậy nói cái mình làm một vấn đề. Người ta thay bật đạn rồi mà vô bật đạn á không ngay mà người ta ép vô luôn, cho nên cái bật đạn nó bị vên, chạy nó phá đồ hết. Này là mình thay phục mới luôn ha. Anh em thấy phục mới luôn chứ không phải đồ cũ, còn thùng nữa luôn nè. Đó. À, à, mới chát bạc đạn là thay mới lại hết, vô mở bò rồi đang cảo phục vô á. Thay là một chuyện mà cái cách làm là một chuyện nữa, phải biết cách làm chứ còn làm mà cứ nhét đồ vô nó không ngay cũng ép nó vô là chết. Đây là mình làm cái cầu sau. Thế nào? Anh để đâu? Bên kia. Rồi. Cầu này nó xài cầu mềm, xe này á là em đỡ lắm. Xe này là xe dạng như kiểu du lịch đi chở người chứ không phải là gọi là bán chuyên nghiệp á. Còn cái xe kia chuyên nghiệp thì thường nó sẽ xài cầu cứng, cầu mềm này đi êm hơn đó, nó chịu tải thấp hơn, nó không có bền bằng cái cầu cứng nhưng mà nó êm hơn cầu cứng. Xe đâu có chở hàng rồi đâu. Rồi. Ví dụ như bay zero hay là những cái con xe len hay là này kia là nó xài cầu cứng. Còn những cái xe mà hai cầu đời mới hay này kia nó vẫn xài cầu mềm là cầu này. Nó dành cho những cái xe gọi là du lịch mà gọi là bán chuyên thôi chứ không phải là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp có tải rồi này kia là nó sẽ xài cầu cứng ha. Còn cái này là cầu mềm. Lợi thế ưu điểm của cầu mềm là đi nó êm. Nó êm hơn cái cầu cứng nhưng mà chịu tải rồi nó không bao giờ bằng hết đó nha. Dạ. Vàng, hả? Vàng đâu, vàng ba. Mấy mùa dịch mà làm hả, đủ sổ hụi trả mặt bằng với lính là thấy vui lắm mày. Sắm vàng mùa này chỉ có bán xì ke cũng bán không được mùa này nữa. Gầm bọng xe nó còn ok. Ừ. Đây sẵn ở dưới cho anh em coi gầm bọng rồi luôn ha. Rồi. Chỉ có hồi xưa chủ xe làm cái chỗ nào đó thợ không có chịu làm, không kiểu như là làm cho có, làm kiểu tự bán để bán. Còn về đây là mình phải làm lại hết. Cao su chân máy, routine, láp, thước, lái. Làm lại hết. Đi đâu mà đi? Dạ em ngồi đó được mà. Rồi. Cái phục hồi về đúng không? Đây. Đó. Rồi. Trước bể hết rồi. Phục hồi về hết rồi nha. Làm giày với ai mà đi gốt đi gốt rồi quấn băng keo, quấn keo đen. Sợ mấy thánh thiệt. Rồi con kia cũng chuẩn bị bảo dưỡng luôn. Bảo dưỡng xong về chủ mới chứ chạy thôi nghe. Rồi cảm ơn mọi người.